Kính thưa toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình giao lưu hát với nhau khiêu vũ ca nhạc ca cổ miền Dương. Chương trình của chúng tôi đang được tường thuật trực tiếp trên kênh TikTok ca nhạc ca cổ miền Dương, trên trang Facebook của Nguyễn Văn Lên, và chương trình sẽ được dàn dựng ghi hình lại và phát lại trên kênh YouTube ca nhạc ca cổ miền Dương. Quý vị yêu thích chương trình đừng quên bấm like và đăng ký kênh, giới thiệu chia sẻ cho nhiều người cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình ca nhạc ca cổ miền Dương được chính thức khai trương tại địa điểm mới vào ngày 11 tháng 4 âm lịch, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch năm 2024, tại địa điểm ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cách cầu Trà Ôn 300m hướng về Cần Thơ, nằm phía bên tay phải. Đó là thông tin địa chỉ để quý vị đến với chương trình giao lưu hát với nhau khiêu vũ ca nhạc ca cổ miền Dương vào mỗi tối thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể vị rất là nhiều. Và đi trong chương trình, Lên xin được mời vị cùng đến với một sáng tác của tác giả Nguyên Vũ, bài hát được mang tên Huyền Thoại Một Chiều Mưa. Và với ca khúc này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của chị Phỉ. Nên tiếng chưa về đâu.
làm xe đưa tiếng về, tiếng nói dối, tiếng còn đang dần chơi nên tiếng chưa về đâu. Cầu